vâng, quý anh chị quay trở lại chương trình của Caret, thương hiệu đến từ Đức. Trong buổi hôm nay, quý anh chị mình sẽ cùng nhiên tìm hiểu những cái sản phẩm máy cắt, máy cưa gỗ, máy mài của hãng Caret. Quý anh chị, thì cái sản phẩm lần đầu tiên như cái khu con máy cưa gỗ 180mg, quý anh chị, cái này là KU420 quý anh chị nha. Thì trước tiên là nhiên cùng quý anh chị khám phá một con máy trước, mình coi về cái độ xịn sò của con máy trước, rồi nhiên sẽ giới thiệu chương trình siêu khuyến mãi của Hồng Nhiên quý anh chị. Đây, quý anh chị mình thấy trước tiên là một cái máy cắt mà Nhiên chỉ cần khui ra chút xíu mình tìm hiểu cái máy sau đi. Mình nói về cái gô to, mình thấy là thấy hơi bị đỉnh này, cái gô chà bá dây quấn một đống, keo khằng trên đầu có cao su viền bên dưới. Cưa gỗ mà nó làm như thế này thì hơi bị đỉnh. Quý anh chị thấy đầu nhôm đồ nó làm rất là dày dặn nè, nhìn từ đầu cũng có đống dập nổi chữ Caret bên này quý anh chị. Nói về gô to lớn, đo thử một cái cho quý anh chị mình coi, mình mới tin rằng là cái gô to này nó quá lớn. Ha, cái gô to quý anh chị thấy trời ơi, gần 45 luôn quý anh chị thấy không? Trong khi những con máy mài thì quý anh chị thấy khoảng 30, 32 nhưng mà này gần 45. Và cái chiều dài của cái gô to này cho quý anh chị mình coi luôn là cái độ lớn của nó. Cái gô to nó quá lớn quý anh chị. Gần 52 quý anh chị thấy không? Đó, gần 52 luôn thì quý anh chị thấy là gô to là hơi bị lớn. Đầu lam thôi nó cũng làm rất là lớn để giải nhiệt tốt quý anh chị. Đây, thấy không? Gần 20 chứ 28, ba mấy luôn. Đó, quá ngon cho cái sản phẩm là cưa gỗ. Nhưng quý anh chị thấy là cái dây đồng của con cưa gỗ Caret này á, thì mình sẽ xem xét về cái nội thất nó trước tiên thì quý anh chị quyết định mua cái sản phẩm này hay không. Mình khoan hãy nói về giá, dây nó quấn quá nhiều. Dây đồng 100% là chắc chắn rồi, nhưng mà dây nó quấn rất là nhiều ở trong này. Nhựa nó là một cái loại mà nhựa dẻo quý anh chị, thấy không? Đóng chữ dập nổi trước, dập nổi sau Caret. Quý anh chị nhìn cái ổ than nó bằng đồng, thấy không? Bằng đồng là chất liệu bằng đồng thật sự luôn quý anh chị. Và cái than của nó, quý anh chị nhìn cái dây, mình mua cái máy mình nhìn về cái chi tiết về cái nội tạng bên trong nó quý anh chị, nhìn không là mình thấy nó nhìn rất là ok rồi. Sau đó mình hãy xem xét về cái giá trước cái đã, tiền nó đi đôi giá trị trước cái đã quý anh chị. Đây, như khui cho quý anh chị coi mỗi sản phẩm KU420 của Caret thì con này nó nặng 4,2 kg quý anh chị. Mình sẽ khui con máy, như khui hết con máy cho quý anh chị coi. Thì quý anh chị trước tiên mình đã thấy được cái sản phẩm chất lượng của nó như thế nào rồi. Thì khi quý anh chị khui ra con máy thì nó không có tặng cho mình lưỡi cắt quý anh chị. Nó chỉ có khóa mở, sách hướng dẫn, bảo hành của nó là bảo hành điện tử. Quý anh chị thấy sản phẩm của nó có dán tem ở trên này, bảo hành 6 tháng chính hãng của công ty Welcome. Bảo hành kích hoạt điện tử luôn. Đây, KU hàng nhập khẩu. Welcome là nó nhập khẩu thương hiệu Caret này, thương hiệu đến từ Đức quý anh chị. Sẹp Money đàng hoàng. Đó, nhưng mà hiện tại nếu anh chị thấy là Sẹp Money nè, đóng dập trên này ha. Đó, nhưng mà hiện tại lắp ráp Trung Quốc. Thì cuối cùng bây giờ cái gì nó cũng lắp ráp Trung Quốc. Nhưng mà quan trọng là cái giá nó rất là phù hợp cho sản phẩm KU420 với công suất là 1400W quý anh chị. Công suất khá là lớn, chạy thử cho quý anh chị coi. À, quý anh chị nghe cái sức mạnh của nó không? Nếu mà nhìn về chi tiết tổng thể ở đây, nó có cái tay nắm cái bá này để quý anh chị cầm khi mình cắt á, mình cầm cái này nó rất là lợi thế ha. Ở đây là chế độ nghiêng độ 45 của nó quý anh chị. Quý anh chị nhả con ốc chỗ này ra là quý anh chị có thể là nghiêng 45 độ, nó nghiêng được hai bên luôn ha, nó nghiêng được hai bên luôn. Rồi ở chỗ bên này á thì quý anh chị thấy cái khóa này nó làm là khóa nhanh quý anh chị, khóa để mà mình tăng bàn lên xuống nè, lên xuống này, cái này nó khóa nó rất là lẹ quý anh chị thấy không. Đó, mình nhìn về tổng thể một con máy, cái đế này nó bằng nguyên một cái khối hợp kim nhôm rất là dày. Quý anh chị thấy nó dày không? Đó, nó làm cái đồ 4,2 kg về độ nặng thì quý anh chị biết là cái chất lượng. Nhưng mà quan trọng là nó chạy rất là êm. Đó. Công suất máy là 1400W. Đó, còn cái đường kính lưỡi cắt là 185mm, điện 220. Tốc độ máy chạy là 5200 vòng. Nên quý anh chị có thể mua lưỡi hợp kim gắn vô xài là chuyện bình thường. Bảo hành chính hãng 6 tháng ha. Ở đây nó có một cái cử. Thì cái cử này quý anh chị mình có thể nhét ở đây. Nhét ở đây quý anh chị mở con ốc này ra, mình có thể mình gài bằng con ốc ở chỗ này. Thì quý anh chị có thể là mình cắt trượt á quý anh chị, chặt trượt thì tùy theo mình trượt dày hay độ bao nhiêu á. Đó, nhiều hay ít nè, nó trượt trên cái này thì nó ăn rất là thẳng quý anh chị thấy không? Như làm cái cử nè ha, cắt dày trượt. Giá của con máy này là 1.480.000 quý anh chị. Thì quý anh chị thấy Caret thì nó là giá nó là tương đối, nếu mà nằm trong cái phân khúc của nó thì về chất lượng thì khó ai cạnh tranh được về giá. Thấy không? Chất lượng của nó, chất lượng là thương hiệu của Đức.
nhưng mà giá có 1.480.000. Thì quý anh chị trong chương trình hôm nay, quý anh chị mua nhiên sẽ tặng cho quý anh chị một cái lưỡi cắt của ao hồ. Quý anh chị đã từng sử dụng lưỡi cắt ao hồ biết nó tốt cỡ nào, bán 200.000 lưỡi quý anh chị. Tặng kèm theo sản phẩm là máy cưa gỗ KU420 của Caret. Đó, thì tặng kèm theo là quý anh chị khỏi cần mua cái lưỡi là thấy ngon. 200.000 được tặng kèm theo, đây là một chương trình siêu khuyến mãi quý anh chị. Đây là máy cưa gỗ, quý anh chị cắt được độ dày chưa được 6 phân, 5 phân 6 thôi. 5 phần 6 đối với máy cưa gỗ lưỡi 185mm. Bây giờ Nhi sẽ qua cho quý anh chị một cái sản phẩm là máy cắt gạch, cũng có thể là cắt gỗ, hay là con máy cưa gỗ này quý anh chị cũng có thể cắt gạch. Mình mua cái lưỡi nào mình cắt cái thứ đó ha. Đó, cắt sắt cũng được, mua lưỡi hợp kim gì đó quý anh chị cắt sắt vẫn ok ha. Còn bây giờ Hồng Nhiên sẽ qua cho quý anh chị xem một cái mẫu máy cắt gạch KU076. KU076 thì quý anh chị mở ra nó cũng có tặng lưỡi quý anh chị. Quan trọng là cái giá nó rẻ nhưng mà máy nó rất là ngon. Nếu anh chị nào từng sử dụng những sản phẩm của Caret mà thấy về cái vấn đề nào, quý anh chị có thể để comment bên dưới giúp Hồng Nhiên ha. Rồi, Hồng Nhiên là bán hàng chính hãng nên quý anh chị cứ yên tâm, không có hàng giả hàng giả. Đó, nó chỉ có cái máy khui gà, có cái khóa mở, cái chịu, cái dịu bên dưới, cái cây này để quý anh chị chịu bên dưới nè. Đó, cây này để chịu bên dưới, còn cái khóa này mở bên trên. Đó, như vậy thôi, thì cái này nó xài là găng ngược quý anh chị nha. Mẫu này nó xài găng ngược. Con tấc 8 thì nó xài găng xuôi nhưng mà mẫu này nó xài găng ngược, tức là siết vô là mở ra ha. Thì ở đây thì quý anh chị thấy ở đây là nó lên xuống. Nó cái này nó hay dễ thương cái là nó có cái nghiêng độ quý anh chị. Quý anh chị nghiêng độ 45 độ nè. Đó 45 độ quý anh chị siết lại, tức là mình giạt xéo được 45 độ. Hay hay không? Cái đế bằng inox quý anh chị ha. Đó nhìn rất là sáng sủa, nhìn đẹp luôn á. Đó thì cũng chạy thử cho quý anh chị coi với cái giá của nó, quý anh chị nghe máy này nghe là thích liền, muốn mua con máy này Caret KU076 liền. Đây chạy thử cho quý anh chị nghe. Quá mạnh quý anh chị không? Cực kỳ mạnh. Đó. Thì cái mẫu máy này nó nặng 2.9 kg quý anh chị, nặng 2.9 kg nè. Thì máy này KU076 nè. Công suất của nó là 1.400W, đường kính lưỡi cắt là 110mm. Tốc độ chạy là 13.000 vòng trên 1 phút. Tốc độ này quý anh chị mới cắt gạch, cắt sắt nổi ha. Đó, cốt của nó là cái giống như con tán nó là 6 ly, M6 ly. Thì quý anh chị thấy không, để chữ Dẹp Money. Nhưng mà ở đây nó trên này cũng để Machina thì nào cũng vậy thôi ha. Giá của con này á là 1.030.000. Quan trọng là con máy này nhưng cầm lên quý anh chị thấy là cầm lên có cái nhôm dày dặn. Nhìn cái độ sắc nét của con máy này là quý anh chị không cần phải chê. Giá chỉ có 1.030.000 thôi quý anh chị. Trong cái chương trình này quý anh chị mua con KU076 này, quý anh chị mình sẽ được tặng gì? Tặng cho quý anh chị một cái lưỡi cắt gỗ ha của Senka đàng hoàng, tặng lưỡi cắt gỗ Senka đàng hoàng quý anh chị. Thấy không? Tặng đi kèm, nếu quý anh chị không thích lưỡi cắt gỗ, tặng lưỡi cắt gạch. Đó, quý anh chị có thể đổi được ha, đặt cắt gỗ hoặc cắt gạch. Nhưng mà nhìn thấy cắt gỗ này nó phù hợp với máy này lắm á. Đó, vừa có thể cắt gỗ cắt gạch, nhưng mà cái kèm theo nữa quý anh chị mình được tặng cái mũi dứt xịn và một cục siêu hít 500. Đó quý anh chị, cục này nhưng bán 35 này, 35.000. Giới thiệu thêm để quý anh chị mình biết, cần mua là nhưng bán 35.000, cục này bán rất nhiều quý anh chị. Thấy không? Được tặng kèm theo, tặng thêm mũi dứt hàng bãi nữa, là kèm theo rất là 3 món đồ quà tặng cho quý anh chị. Nhưng mà giá vẫn là giá rất là tốt, 1.030.000 quý anh chị thấy không? Giá nó đúng theo hãng luôn quý anh chị, nhưng mà lần này như làm mỗi chương trình rất là sâu cho quý anh chị, máy cắt gạch. Rồi, mình sẽ nói về cái máy cắt sắt. Ờ cái này hít ghê quý anh chị. Không, để vô nó hít khủng luôn ha. Đó, hít rất là mạnh. Cái này quý anh chị mình xài cái này hay lắm á. Đôi khi nhưng giới thiệu máy cắt mà mọi người lại mua toàn cái cục hít này không á quý anh chị. Cục hít siêu hít luôn. Có 35.000 cục hít này quý anh chị mua là hơi bị nhiều quá. Rồi. Tới một cái máy cắt sắt thì quý anh chị mình sẽ thấy tới một cái cắt sắt KU760, thằng kia 076 này 760 ngược lại xíu, con này là máy cắt sắt với cái công suất máy là 2.200W. Đó, cái con tán là cốt M10, điện 220 và tốc độ chạy là 3.900 vòng. Cái lưỡi cắt đường kính của nó là 355mm. Đó, thì này là quý anh chị thấy nặng 16kg. Tức là nó nặng hơn sản phẩm của Makita luôn, là quý anh chị biết rồi. Nếu mà nói về chạy á, cái sản phẩm này để nhưng lấy dao nhưng cắt cái dây là chạy cho thử cho quý anh chị mình coi luôn nha. Đây, quý anh chị mình thấy rằng là ở đây nó có một cái nút mà quý anh chị kéo này ra là gài nhanh, không cần dây xích, tiện lợi dữ lắm nha.
quý anh chị nhìn cái độ, nhìn khoái nhất cái máy Caret, cái màu đen á quý anh chị. Màu đen quý anh chị xài lâu ngày nó không có dơ, cho dù máy mài máy khoan, màu đen nhìn cái màu mình cầm vô cái máy không là thấy thích rồi quý anh chị thấy không? Đó, lâu ngày nó không dơ. Nhưng mà đối với các sắt Caret này quý anh chị nhìn cái vàng của nó hơi bị dữ. Thấy không? Cái vàng của nó, nếu mà nói về cái vàng đế đồ quý anh chị nhìn nó đẹp bá cháy luôn ha. Có ba cục cao su viền ba gốc, còn gốc này thì không có cao su ha, do đá cát nó dằn ra đây nó sợ chảy, nó không để cao su được đó. Rồi quý anh chị thấy nè, cái bật nè, Eto này là dạng kiểu nó là bật nhanh đó quý anh chị, kéo ra quý anh chị thấy bật nhanh đây nè đó. Hay là quý anh chị gài lại, quý anh chị mình muốn đẩy vô lẹ đó, quý anh chị chỉ cần hất lên, hất lên, hất theo chiều vô là quý anh chị đẩy vô lẹ ha. Đó là Eto thiết kế thông minh đó, kiểu đời mới của nó vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất, nhưng khoái nhất các sắt này khi nó chạy, quý anh chị nghe nó chạy nè. Nó mạnh nhưng mà nó không có rung lắc, quý anh chị thấy không? Tức là khi quý anh chị đề nghe con máy nó giật một cái là nó đề cho nó mạnh. Nhưng mà quý anh chị nhìn cái dàn máy nó rất là vững vàng nè. Quý anh chị thấy không? Rất là ngon. Thì đối với những cái sản phẩm máy cắt này á, như đã từng review rất là nhiều lần, quý anh chị thấy là ví dụ như nó có cái bảo vệ ở mặt trước này, để giống như khi mà vô công trình, những công trình lớn đó, nhiều cái máy không có cái này nó không cho vô nha quý anh chị. Nhưng mà mấy con máy này nó thuộc dạng công nghiệp nên là hầu như đi công trình rất là nhiều, nên là đây là mẫu sản phẩm quý anh chị lựa chọn được nè. Khi quý anh chị đè xuống ở đây có cục cao su nè, nó chạy lên nè ha. Đó, nó không có kêu gầm gầm ha. Đó, đè xuống là có cục cao su nó chạy lên an toàn luôn quý anh chị thấy không? Cái công tắc á thì quý anh chị thấy công tắc này rất là lớn, chà bá luôn nè. Đó, công tắc nó bự như là của đều quơ quý anh chị ha. Quý anh chị có thể gài nút bên hông này, gài lại cái là nó gài luôn nè. Đây nè, đó là nó chạy luôn, để quý anh chị giữ đá mình mài đồ đó thì cũng có thể làm như vậy được ha. Đó, mẫu máy quý anh chị nhìn về bên trong, về thiết kế cái lò xo nó, nguyên cái ác của nó là trục đặc quý anh chị thấy không? Bởi vậy cái máy này nó nặng 16 kg cũng là có lý do của nó, nặng hơn con boss luôn quý anh chị. Thấy không? Cái Eto này quý anh chị có thể nghiêng 45 độ là chuyện bình thường. Giá của con này hôm nay nhưng tính quý anh chị có 2.750.000. 2.750.000, nhưng mà cái đó chưa có đã, giá giảm thì không, mình không tính. Bây giờ cái quan trọng là Hồng Nhiên sẽ tặng cho quý anh chị. Đây nè, tặng cái này mới là ngon cho quý anh chị nè. Tặng cho quý anh chị 5 cái đĩa cắt của Makita hàng chính hãng, nguyên một khối này luôn quý anh chị. 5 cái đĩa cắt này quý anh chị biết, ai đã từng mua đĩa của Makita rồi mới biết, khoảng gần 100.000 cái. Thì quý anh chị thấy 5 cái đĩa này tặng vô là thấy ra gần 500.000 quý anh chị. Gạch ra coi cho mấy anh chị coi. Cái đĩa cắt này của Makita đó là nó nói là cái gì, triệt tiêu hai lần cắt gì đó. Thì cái này là của công ty Makita chứ không phải của Caret quý anh chị. Nhưng mà được tặng kèm theo máy Caret này là chương trình phối hợp giới thiệu hai hãng luôn. Đây, ở trên cái này thì quý anh chị thấy đá này ở đây nó có tem nhập khẩu, là nó để là Made in Thái Lan ở đây. Tem nhập khẩu quý anh chị, đây nè, Made in Thái Lan đóng trên này luôn. Đó, Makita Việt Nam này không phải hàng nhái hàng giả đâu quý anh chị. Makita Việt Nam, Made in Thái Lan. Mà tặng nguyên một cái tép này là 5 cái lưỡi trong này quý anh chị thấy, thấy ngon không? Đó, có 5 cái lưỡi này để tặng theo một con máy cắt sắt thì quý anh chị nghĩ nó rẻ không? Nó quá rẻ đi chứ, đúng không? Bây giờ nhưng nói quý anh chị, thay vì mình mua cho nó 400 ngàn luôn đi, thì quý anh chị mua cái thằng này á 2.750.000. Thì bây giờ quý anh chị tính ra nó mua đá thì mình xài máy mình cũng phải mua đá quý anh chị, đúng không? Thì tính ra bây giờ này nó còn lại có nhiêu trời, 2.350.000, quá rẻ quý anh chị thấy không? Nhưng mà theo máy nó có tặng một viên đá của hãng rồi, tặng đây là tặng kèm theo quý anh chị. Khi quý anh chị mua hàng của Hồng Nhiên, đảm bảo quý anh chị chương trình này chỉ có Hồng Nhiên mới có, không có nơi nào có quý anh chị. Khuyến mãi Caret nhưng mà chỉ có Hồng Nhiên mới có chương trình này, khẳng định quý anh chị luôn đó. Thì quý anh chị thấy không, máy cắt sắt 2.750.000 tặng 5 cái đĩa, máy cưa gỗ 1.030.000 cắt gạch cưa gỗ nè, tặng một cái lưỡi cắt và một cái đầu vít, một cái cục hít luôn ha, cục 500 siêu hít. Rồi một cái cưa gỗ thì tặng một cái đĩa cắt của ao hồ 185mm, lưỡi xịn sò. Cho quý anh chị coi cái đĩa của ao hồ quý anh chị mới biết, ai đã từng cắt đĩa của ao hồ quý anh chị mình mới thấy được là cái đĩa nó xịn sò cỡ nào ha. Đây quý anh chị mình nhìn cái đĩa nè, đảm bảo cắt đĩa của ao hồ quý anh chị mình thấy là thích liền đó, đĩa của ao hồ ha, đảm bảo ngon luôn á đó. Nhưng tặng là lúc nào quý anh chị thấy không vậy, hàng thương hiệu không à, chứ không có hàng tặng ba hàng tào lao mà hô hàng bên Nhật bên Mỹ, không có quý anh chị. Nhưng tặng là quý anh chị xài chứ không phải tặng để nhìn cục tức ha. Đó,
Thì quý anh chị, còn máy mài chắc thời lượng cũng quá khá là nhiều. Máy mài thì thôi để Nhiên làm ở chương trình sau, một chương trình khuyến mãi mới nữa của Cadet nói về những dòng máy mài quý anh chị. Còn chương trình này thôi làm máy cắt đi, máy mài chắc làm không kịp, coi dài quá quý anh chị cũng chán ha. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Chương trình này quý anh chị tốn tiền nữa rồi đó, thấy không? Đó, rồi quý anh chị có nhu cầu thì liên hệ Hồng Nhiên quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem, chúc sức khỏe, bye bye, hẹn gặp lại.